Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ đọc giận tìm nhé. Đã 2 tuần rồi mèo ta chưa tắm, bộ lông của nó trở thành chỗ ở lý tưởng của giận. Những chỗ ở này mỗi ngày một thêm chật chội vì có rất nhiều kẻ lạ mặt mới đến. Phải dọn nhà thôi. Thế là giận nhảy đi, đầu tiên nó lọt vào một mái tóc xù, xoăn tít. Mái tóc này rất thôi và cứng. Giận nhảy đến một mái tóc dài, mượt. Mái tóc này trơn trượt và lại còn lắc lư, không bám được rồi, té mất thôi. Giận nhảy tiếp và rơi vào một cái đầu đơn. Những tóc ở đây ngắn quá nên khi gió thổi qua nó thì nó lạnh rung, phải tìm nhà khác thôi. À, giận thấy ở kia có một cái đầu hói. Nhảy qua nào. Nhưng cái đầu ngày càng hói và tóc càng ngày càng thưa. Khiến giận tài bị phát hiện. Giận đành chạy sang một mái tóc ngắn gần đấy. Ôi. Tóc này bẩn và dính bết. Thật là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Bỗng nước xối xào ồ ạt và rút đi nhanh chóng. Phù phù thoát rồi. Nhưng có mùi gì đó quen. Ôi thì ra là dầu gội chị cháy. Giận nhảy thôi, cứu tôi với. Mày sao giận, ta cũng thất kịp sang một nơi khô ráo. À đây là lông chó, nơi ở tốt nhất cho họ nhà giận. Thế là giận ta sung sướng đánh một giấc ngon lành. Nhưng thật xui cho giận vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lulu đi bơi nào. Oái, đi bơi sao? Trời đất ơi, giận đi tìm nhà đúng một hộ thân. Giận đi tìm nhà. Đầu hói.